Nước trên thế giới, cái nước mà còn giữ được cái truyền thống về Phật giáo mà nguyên thủy gốc luôn á, chỉ có nước Sri Lanka mà thôi, đó là nước Tích Lan mà thôi. Dạ, thì đây là các vị sư Tích Lan đầu tiên sơ khai qua đây xây dựng chùa, và nhờ một cái người rất có công, đó là ông Aranika Dambala, một cái người có công rất là lớn đã hộ trì Phật pháp, và ông đã mang cái nhánh cây bồ đề này từ ở nước Tích Lan về để trồng. Dạ. Thì như con nói rằng là cái nhánh bồ đề này nó khác gì với cây bồ đề kia, tức là bồ đề bình thường như chúng ta thấy thì nó sẽ tròn, tròn gốc này, nhưng mà bồ đề mà gốc á, bồ đề thiên á, thì cái nhọn nó nhọn như thế này. Như vậy á, thì con xin nói sơ nét về cây bồ đề một tí ha, có nhiều người bữa rồi con trên xe thì có thời gian con nói dài hơn. Chúng ta biết rằng là cái cội bồ đề lúc mà Đức Bồ Tát ngồi đó, lúc đó ông chưa thành Phật mà, đúng không, ông ngồi đó đó, thì ổng ngồi trong một đêm thôi thì đã thành chánh quả. Thì cái cội bồ đề đó đó thì rất là linh thiêng, và sau đó Đức Bồ Tát mới, Đức Phật mới lưu lại đó trong 49 ngày 7 tuần lễ. Và ngài có nói rằng là nếu như là ai muốn đảnh lễ đó, ai muốn đảnh lễ cúng dường đó, thì cái mà đảnh lễ cúng dường mà cao quý nhất đó, đây là cội bồ đề. Chúng ta nên đảnh lễ cúng dường cao quý nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cội bồ đề là cái nơi mà đã che mưa che nắng giúp đỡ cho Đức Bồ Tát trở thành Phật, và nhờ với cái nguyên khí, cái linh khí của bồ đề, cũng như là nhờ cái đức hạnh bồ đề mà có được, chúng ta có được cái vị Phật chánh đẳng chánh giác đó. Không riêng gì Đức Phật hiện tại chúng ta, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đây, mà tất cả những cái đời cổ Phật trước cũng có những cái vị cổ Phật đã từng đắc quả dưới cội bồ đề. Cho nên là cội bồ đề là cái nơi cái gọi là xá lợi đó. Cội bồ đề là chúng ta có nhiều xá lợi ha. Thứ nhất là xá lợi thân, tức là xá lợi của Đức Phật mà nãy chúng ta đội đó. Thứ hai là xá lợi di tích. Xá lợi di tích thì gồm có những cái nơi mà Đức Phật đã đến, đặt chân đến, ví dụ như nãy giờ chúng ta đi Sanat, đi Vườn Nguyễn đó. Đó. Và thứ và cội bồ đề. Dạ. Và thứ ba đó là xá lợi vật dụng. Xá lợi vật dụng thì gồm có là chiếc gậy nè, hay là cái thảy độc lọc nước nè, cái dây thắt lưng nè, và cái thứ tư đó là xá lợi niềm tin. Ở trên xe con sẽ chia sẻ xá lợi niềm tin là như thế nào. Thì riêng cái cầu đề đó thì Đức Phật ấy rất là, ngài có một tuần nha, nhìn về cầu đề không chớp mắt. Tức là cái tuần lễ thứ hai á, ngài rời khỏi chân của cầu đề thì đi đến với một cái đồi cao, ngài nhìn về cầu đề trong một tuần không chớp mắt để tri ân quán chiếu về cội đề. Dạ. Thì đến khi cái thời của vua Asoka đó, A Dục đó, thì ông nghe thầy của mình kể về cội đề vậy thì ông quá thâm tín đi, cho nên ngày nào ông cũng ra ông lễ bà lại hết, và cúng sữa cũng như là đường nước đường. Tuy nhiên là vợ ông thấy rằng là sao mà Đức Vua bỏ bê mà cứ ra khỏi cội đề không à, nên là nghĩ cội đề này chắc là có cái gì đó mê hoặc này, cho nên là bà đã cho sát hại cho cội đề đó. Dạ. Không. Thì mà khi sát hại vậy đó thì Đức Vua ra thấy cội đề chết vậy đó thì ông khóc một ngày một đêm, thì tự nhiên trong ngay chỗ cái cội bồ đề đó mọc lên cái bồ đề con. Tuy nhiên cái cội bồ đề mà mọc lên ngay cái bồ đề con đó thì bây giờ đã có nhiều thời gian tàn phá rồi. Thì cái ngày mà chúng ta về là bồ đề tràng, chúng ta cũng biết cái bồ đề thiên đó, nhưng bồ đề thiên nó cũng lấy từ cái đội bồ đề Tích Lan Sri Lanka. Tức là sao, trước khi cái cội bồ đề gốc chết đó thì con gái của Đức Vua đó, tức là có Phạm Thiên trên trời á, có báo cho Đức Vua biết rằng là nên lấy một cái nhánh bồ đề để đem qua nước Tích Lan trồng. Cho nên là
cô ông vua đó cũng có hai người con, thì có một người con gái đã lấy cái nhánh bồ đề đó đem đem qua tiếp nước Tích Lan trồng rồi, và nhờ cái đó cho nên là hiện tại bây giờ cái giống mà trồng ở bên Tích Lan là mấy bồ đề gốc, tức là 26 thế kỷ về trước đó, 2600 năm về trước là tồn tại đến bây giờ luôn. Chúng ta có dịp qua Sinh Ca Tích Lan đó, cái gốc của bồ đề đó một cây số, cái gốc đó mình đi một cây. Tức là cái cội này được là được chiết nhánh từ cái cội Tích Lan về đây, cho nên đây cũng là bồ đề thiên. Rồi thì chia sẻ thế, ở đây là kinh luân, ở đây người ta xây dựng kinh luân. Kinh luân thì thường là về mật tâm hơn. Phật giáo thì có nhiều nhánh, thứ nhất là đại thừa, tức là về Bắc truyền đó, rồi Nam tông và Nam truyền đó, và bên Bắc truyền thì họ có nhiều cái tông phái, mật tông, Tịnh độ tông, rồi thiền tông, vân vân, thì trong đó có mật tông, cho nên là kinh luân, kinh tức là kinh kệ, và luân là ly. Di chuyển á, luân chuyển á, cho nên chúng ta đi chúng ta xây kinh luân để mong được giáo hóa của Đức Phật. Thưa quý đại chúng, quý tăng ni Phật tử, đây là những cái ngọn cỏ Kusa, Kusaras đây. Đây là ngọn cỏ mà rất là đẹp, nó rất là mịn, như là lông thiên nga vậy. Đây là ngọn cỏ mà chính cậu bé Cát Tường, cậu bé Chăn Râu, người nông dân đã tặng 8 bó cỏ cho Đức Bồ Tát khi trước khi Ngài ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề. Và những cái hình tướng của Đức Bồ Tát và sau này là vị Phật chánh đẳng chánh giác Gautama thì đều là ngồi trên cái bồ đoàn từ cái cỏ Kusa này. Rất là đẹp ạ, rất là đẹp, mịn như lông thiên nga. Và loại cỏ này thì nở rộ vào từ tháng 10 cho đến tháng 12 hàng năm. Rất là đẹp.